Mẫu xe Chevrolet Spark tập đi tập lái che mưa che nắng mang biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ 15A32102. Một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, không khoa đục, không đổi màu. Một mẫu xe Chevrolet Spark đăng ký 5 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ có 92 triệu đồng thôi. Một mẫu xe phải nói là rất là ngon, ngon bổ và rẻ các bác nhá. Nội thất đây, ghế da màu đen, vâng. Nội thất ghế da màu đen, vâng, táp ly cánh cửa đây. Các bác xem phần táp ly cánh cửa vẫn còn lớp lỉ nguyên zin. Đấy, tất cả này các bác xem này, rất là ok luôn các bác nhá. Đấy, tội gì phải đi xe máy, vâng, giá tiền chỉ với 92 triệu đồng thôi. Chỉ bằng một chiếc xe máy SH mà các bác đã sở hữu một mẫu xe mang thương hiệu của nước Mỹ. Một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Keo chỉ zin, máy số ngon luôn các bác nhá. Lốp dép các bác này. Lốp dép thì khá là dày dặn các bác nhá. Khá là dày dặn luôn. Tất cả hệ thống cua lốp là các bác này. Rất là ok luôn. Mừng, một mẫu xe ngon bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, mẫu xe ngon bổ và rẻ luôn. Cửa lẻo này, rất là chắc chắn các bác nhá. Cửa lẻo rất là chắc chắn luôn. Hệ thống cột kèo và đinh tán của xe các bác nhá. Cột kèo và đinh tán các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn. Một mẫu xe Chevrolet Spark, vâng, một mẫu xe thương hiệu của nước Mỹ, vâng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Mà giá thì chỉ với 92 triệu đồng. Mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ luôn. Đây, bác chủ cũ này. Đấy, bác cẩn thận đến nỗi rồi. Đấy, dán hết những cái chống va chạm các bác này. Đấy, chống va chạm và chống xước sát các bác nhá. Đấy. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em. Cột kèo đinh tán zin, đầu đít zin. Máy số ngon, gầm bệ chắc. Vâng. Một mẫu xe ngon bổ và rẻ các bác nhá. Ai mua xe đẹp, xe rẻ chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên mua bán này, trao đổi ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mà mua xe cũng như bán xe cứ alo cho em. Hệ thống keo chỉ của xe nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, Chevrolet Spark, không khóa đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Bãi bậc lên xuống thì vẫn còn ốp e-lock, vẫn còn tem mác theo nhà máy sản xuất các bác này. Đấy, vẫn còn tem mác các bác nhá. Ốp áp bản nề, đấy các bác xem. Đấy, dòng này thì đấy, dòng này thì đấy các bác xem này, ốc ác thì vẫn còn zin luôn. Đấy, dòng này thì con này thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Chân côn, chân phanh, chân ga rất là ok. Nội thất ghế da màu đen rất là tươi, nội thất tươi nó rói luôn các bác nhá. Nội thất tươi nó rói luôn. Bô lăng của em nó này, bô lăng hai chấu. Đấy, táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô rồi. Đấy, các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng, xăng ăn thì tiết kiệm như người luôn. 4 lít xăng trên 100 cây số. Chỉ với 4 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Phần là khung cánh cửa các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn các bác này. Đấy. Em vừa mua của bác ở dưới Đồ Sơn. Đấy. Mua của bác ở dưới Đồ Sơn. Đấy, tư nhân chính chủ ký nháy đồng hoàng. Không taxi, không dịch vụ, không khoa đục luôn các bác nhá. Xe thì rất là đẹp luôn. Đấy, giá tiền thì rất là hợp lý các bác nhá, chỉ với 92 triệu đồng. Phần bô lăng của xe. Đây các bác xem phần bô lăng này. Đấy, còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đây, khóa khiển các bác này, khóa khiển đầy đủ các bác nhá. Đấy, khóa khiển đầy đủ luôn. Đấy, khóa khiển đầy đủ các bác nhá. Đấy, khóa cơ của nó thì vẫn là nguyên bản Chevrolet các bác này. Đấy, khóa khiển thì khiển này thì khiển của Toyota thôi. Đấy, nhưng mà không sao các bác nhá, miễn là khiển là được rồi, ok. Rồi, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Hệ thống xi nhan báo rẽ này hoạt động rất là trơn tru. Đấy, hệ thống phun nước và gạt mưa. Đấy, màn hình camera nùi, vâng, cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, mẫu xe Chevrolet Spark, vâng, mang thương hiệu của nước Mỹ. Móc phiên bản số sàn, khối động cơ em nó chỉ với 0.8 thôi. Đấy, kính lên xuống các bác này, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Đấy, phần chân của xe các bác này, chân của nó là trần da các bác nhá, trần da này. Đấy, hệ thống chắn nắng này. Đó, hai bên đầy đủ luôn các bác nhá. Mở ra thì vẫn còn gương trang điểm luôn các bác này. Đấy, con này thì rất là giữ gìn luôn các bác nhá. Đấy, gương chiếu hậu này, tư nhân chính chủ của chú bộ đội sử dụng các bác nhá. Đấy, chú bộ đội sử dụng luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em. Đấy, con này thì phải nói là ngon bổ và rẻ luôn. Đấy, ngon bổ và rẻ các bác nhá. Ai mua xe đẹp, xe rẻ thì cứ chạy khỏe đến cửa hàng bên em.
Đấy, kính lên xuống hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, bác cẩn thận, bác còn để cả khăn lau về đây các bác này. Đấy, khăn lau xe ở đây các bác nhá. Đấy, rất là cẩn thận luôn. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ luôn. Chỉ với 92 triệu đồng. Đấy, 92 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Renault Spark đăng ký 5 chỗ ngồi, mang nước sơn màu vàng. Vâng, mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ các bác nhá. Hệ thống đèn pha này các bác này. Đấy, cặp đèn pha các bác nhá. Cặp đèn pha của em nó thì rất là đẹp luôn này, sáng bóng này, đều nhau luôn các bác nhá. Biển kiểm soát 15A, vâng, 32102. Đèn pha, đèn gầm đầy đủ luôn các bác này. Đấy, đăng kiểm thì cũng chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Đấy, tháng 3 năm 2023 các bác nhá. Đấy. Lốp dép. Vâng, phần lốp dép của xe rất là dày dặn các bác này. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác nhá. Cua lốp không có một chút một mọt nào luôn. Đó. Một mẫu xe thương hiệu của nước Mỹ. Vâng. Một mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm. Vâng, luôn lách những đường ngang ngõ nhỏ, ok luôn. Mà giá thì rất là rẻ luôn, 92 triệu đồng, không khoa đục. Đấy, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Đây các bác xem phần keo chỉ của xe. Keo chỉ của em nó keo chỉ zin luôn. Đấy. Tất cả hệ thống khung cái cửa các bác này, không có một chút mục mọt nào luôn. Phần những cái ốc áp bản nè. Đấy, bệ bậc lên xuống. Đấy, táp ly này các bác này. Táp ly thì rất là đẹp luôn, vẫn còn lớp lỉ luôn. Đấy, vẫn còn gai sần các bác nhá. Đấy. Đây các bác xem. Đấy, những con ốc ác này. Đấy. Hai con bên đây thì cũng đã động đến kale một lết rồi các bác này. Đấy, còn hai bên kia thì vẫn còn zin các bác nhá. Đấy. Đinh tán răng giật các bác này. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, đinh tán răng giật nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ và rẻ luôn. Đấy, mẫu xe thương hiệu của nước Mỹ. Phần táp ly cánh cửa các bác này. Táp ly của cánh cửa có đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy. Tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này. Táp ly thì rất là đẹp luôn, led căng các bác nhá, led như là soli luôn. Bệ bậc lên xuống này. Đây, những con ốc áp bản nề vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Đấy, keo chỉ của nó đây. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Đấy, cột kèo này. Đấy, tất cả cột kèo zin. Vâng. Máy số thì rất là ngon luôn. Đấy. Chạy thì khoảng 80 đến 100 km. Đấy, không hề rung lắc luôn mà chỉ ăn tầm 4 lít xăng. Chỉ với 4 lít xăng thôi, các bác chạy được 100 cây số mà chở được 5 người. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này. Đó các bác xem phần cua lốp của xe. Đó, không có một chút mục mọt nào các bác nhá. Sơn xi thì màu bạc nguyên bản theo xe, biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Một mẫu xe mang thương hiệu của nước Mỹ, biển kiểm soát 15A Trend Renault Spark. Vâng. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe các bác nhá. Đây các bác xem phần gầm này. Đấy, gầm của em nó này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Gầm của em nó rất là đẹp luôn. Một cặp đèn phanh. Đây các bác xem cặp đèn phanh của em nó này. Đấy, cặp đèn phanh các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ, ok rồi. Các bác mua về thì chỉ việc đổ xăng anh em tập đi tập lái thôi. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe chuyên về lát này. Vâng, đây là phần tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Trend Renault Spark sản xuất những năm 2010. Động cơ 3 máy, máy 0.8 thôi. Đấy, thương hiệu của nước Mỹ mà giá tiền chỉ với 92 triệu đồng. Đấy, chỉ bằng một chiếc xe máy các bác đã sở hữu một mẫu xe ô tô. Mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu luôn. Vâng, chỉ có vài chục triệu đồng các bác nhá. Đấy, tất cả của nó này. Đấy, không đâm xô, không tai nạn luôn các bác nhá. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Vâng, không taxi, không dịch vụ. Đấy, máy thì nổ rất là êm các bác này. Đấy, điều hòa đóng các bác nhá. Điều hòa đóng này. Đấy, quạt gió hoạt động các bác nhá. Điều hòa đóng thì quạt gió sẽ hoạt động luôn. Đấy, đầu chassis này, nguyên tán này, nguyên bản luôn các bác nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Còi thì cả đôi luôn. Đấy, còi thì cả đôi luôn các bác nhá. Máy thì khô ráo sạch sẽ, không hề có một chút gì dầu là luôn. Đấy, không hề gì dầu các bác nhá. Đấy, không gì dầu, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, các lỗ của nó này. Đấy, tròn zin nguyên bản các bác nhá.
Đấy, riêng có mỗi tí tị chỗ này là sơn của nó bong chóc các bác này. Đấy, bong chóc có mỗi tí chỗ này các bác nhá. Đấy, con này vừa mới cập bến luôn. Đấy, không đâm không đấy, em chưa cho dọn các bác nhá. Đấy, có mỗi tí chỗ này các bác nhá. Mỗi tí chỗ này là có một tí lỗi. Đấy, nhưng mà giá thì rất là hợp lý luôn. Đấy, lỗi có thể cho phép được các bác nhá. Đấy, giá thì chỉ với 92 triệu đồng. Các bác đã sởi một mẫu xe thương hiệu của Long Minh. Nhỏ gọn luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ ok luôn. Vâng, chỉ với 92 triệu đồng các bác đã sởi một mẫu xe Trend Velas Spark sản xuất 2010. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì các bác mua xe cũng như bán xe cứ alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.